nhưng mà không phải thông tin nào cũng xấu chúng ta thấy được là chúng ta có một thông tin mà rất ít người nói đến mà thường cảm thấy là thông tin này có sự ảnh hưởng rất lớn đó chính là thông tin liên quan đến là trong tương lai tới đây có thể nhưng mà nào mà đang sống ở hoa kỳ cũng đã biết là ở Hoa Kỳ đó thì cái quỹ đầu tư về hưu đó nhiều người biết đến đó chính là cái quỹ 401k hay là 401k Thật ra mà nói đây chỉ là một trong những cái cách đầu tư về hưu mà thôi à, Ngoại trừ 401k ra chúng ta cũng có những cái quỹ đầu tư cá nhân Như là chúng ta nói là quỹ đầu tư à, của IRA Thì đây là quỹ đầu tư cá nhân mà nhiều bạn sống ở Hoa Kỳ chắc cũng đã biết Nhưng mà 401k là một cách đầu tư về hưu rất là phổ biến ở Hoa Kỳ Thật ra mà nói đó là mấy chục năm trước đây đó khi mà mình làm việc cho một công ty ở Hoa Kỳ thì uh, lúc đó đó là những công ty sẽ cung cấp lương hưu cho các bạn nhưng mà sau này ra thì những công ty uh, đã không muốn cung cấp lương hưu cho người làm việc cho họ nữa và sau đó chúng ta đã có một cái sự di chuyển họ gọi là define benefit to define contribution có nghĩa là thay vì là những công ty phải có trách nhiệm để mà cho các bạn lương hưu thì bây giờ họ tạo ra một cái quỹ đầu tư thông qua chính phủ của Hoa Kỳ gọi là 401k quỹ đầu tư này các bạn có thể là gửi tiền vào khi mà các bạn đang làm việc thì một phần các bạn gửi vào thường những công ty sẽ cho các bạn thêm một phần nữa thì cái số tiền này các bạn sẽ để đó để mà sau này về hưu các bạn sử dụng thì có nhiều loại 401k có loại các bạn trả thuế bây giờ sau này không cần trả thuế có loại các bạn à, không trả thuế bây giờ sau này mới trả thuế nhưng mà trên căn bản 4 là một k đó, 4 k là một trong những cái cách mà đầu tư về hưu rất là phổ biến ở Hoa Kỳ mà nhiều người à, đang sử dụng bản thân thường cũng có nhưng quỹ đầu tư 401k khi mà làm việc cho nhiều công ty thường vẫn còn có rất nhiều những cái quỹ 401k hiện bây giờ đến từ những công ty như là KPMG thậm chí những công ty thường đã làm trước đây thì những quỹ đầu tư đó vẫn còn cho đến khi nào thì thường nghỉ hưu thường mới lấy cái số tiền đó ra mà thôi nhưng mà cái thông tin đó là chúng ta đã biết là những cái quỹ đầu tư Ira cá nhân thì đã có thể là các bạn đầu tư để mà thu mua Bitcoin, crypto nhưng mà liên quan tới 4k đây chúng ta vẫn chưa nghe nói tới cho đến cái thời điểm là cái tệ hai ngày thì có một công ty công ty này đó sẽ bắt đầu áp dụng để mà cho những cái nhân viên của họ đầu tư một phần vào trong thị trường Bitcoin crypto này đó chính là công ty 4 thì những cái nhân viên công ty này đó thì dựa theo thông tin đó trong vòng tháng sau thì những cái nhân viên của công ty 4 này sẽ có thể đầu tư khoảng chừng 5% của tổng số tiền mà họ để riêng ra để bây giờ hưu đó trong quỹ 401k vào trong tiền kỹ thuật số và công ty này đã hợp tác với công ty Coinbase Institutional có nghĩa đơn vị của Coinbase mà chuyên phục vụ những cái khách hàng doanh nghiệp Thì ngoại bịt Bitcoin ra Họ có thể đầu tư vào tổng cộng là 50 loại tiền cư số khác nhau Thì đương nhiên đây là một cái bước tiến tới Một bước nhỏ nhưng mà các bạn thấy được là Nếu như mình thật sự là Những quỹ đầu tư 401k Có thể là cho các bạn đầu tư trực tiếp Vào trong crypto Đây là một cái thông tin rất là lớn Tại vì các bạn nên hiểu là Quỹ đầu tư 401k đó là một trong những cái quỹ Về hưu mà rất nhiều người sử dụng ở Hoa Kỳ Quỹ đầu tư này đó tổng cộng các công ty quản lý lên tới 6,7 nghìn tỷ dựa theo thống kê của cuối năm 2020 và tổng số tiền mà được đầu tư về hưu đó của tất cả các loại quỹ đó thống kê là khoảng 34,9 nghìn tỷ và công ty Forso này đó là hiện bây giờ họ đang quản lý khoảng chừng là 1,7 tỷ đô la cho tổng cộng là 70.000 nhân viên thì một trong những điều mà thường xuyên nghĩ đến đó chính là khi chúng ta nhìn vào cái sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán của hoa kỳ cái số tiền mà những nhà đầu tư mà họ bỏ vào quỹ 401k hay là bỏ vào những quỹ đầu tư về hưu đó thì số tiền đó rất là lớn và thường nói số tiền này rất là ổn định có nghĩa là những người mà đầu tư về hưu đương nhiên là phần lớn không phải là trader số tiền này là họ đã đầu tư và cho đến khi nào về hưu họ mới đầu lấy ra từ từ và một trong những cái phần lớn của thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đó là được đầu tư từ những cái quỹ về hưu này thì đây là cái số tiền rất là ổn định khiến cho thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đương nhiên là có sự dao động hàng ngày, hàng năm nhưng mà các bạn thấy được là cái phần mà căn bản đó thì càng ngày càng lớn hơn có nghĩa là càng ngày càng có nhiều tiền đầu tư về hưu hơn từ những người mới bỏ tiền vào khiến cho cái phần căn bản mà mua và mua một cái lực mua ổn định đó, là đến từ những người mà đầu tư về hưu tại vì các bạn thấy mỗi lần mà họ lãnh lương đó, thì một phần tiền đó sẽ dùng để mà mua chứng khoán trực tiếp hay là những cái sản phẩm của thị trường chứng khoán như là mutual fund vân, vân vân cái số tiền này cái lực mua rất là ổn định đến là hàng tháng mỗi hai tuần khiến cho lúc nào các bạn thì được là ở trên thì chứng khoán của Hoa Kỳ cũng có một cái lực mua ổn định và đây là những cái người có thể gọi là hodler của thị trường chứng khoán khiến cho chứng khoán có một cái nền tảng rất là vững chắc thì nếu như mà một phần của tiền hưu có thể được để vào thị trường crypto thì đây cũng sẽ là một cái lực mua đến thường xuyên, một cái lực mua vững chắc lâu dài và sẽ ổn định. Tại vì phần lớn họ sẽ không mua bán liên tục khiến cho chúng ta thì là có một cái nền tảng đầu tư vững chắc trong thị trường crypto này và từ đó giá cả có thể dao động nhưng mà năm này qua năm nọ đó cái nền tảng đó cái số lượng người mà lưu trữ càng ngày càng nhiều hơn và giá cả tạo ra một cái nền tảng tăng trưởng dưỡng dắt cũng như là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. Tôi hy vọng là các bạn hiểu cái sự quan trọng của cái thông tin này. Chỉ là thường nghĩ là phần lớn nhiều người không có hiểu sâu về 401k hay là họ cũng không sống ở Hoa Kỳ cho nên thông tin này cũng không được nhiều người nói đến Thông tin kế tiếp đó, các bạn thấy được là JP Morgan cũng đã có một cái bài viết nói về cái sự kiện liên quan tới nước El Salvador thì có một điều rất là thú vị đây là JP Morgan đã kết luận là cái bước tiến tới này đó của nước El Salvador có thể là cái bước đầu của hàng loạt những cái quốc gia tương tự có thể là đi theo bước chân của El Salvador thì ngay cả JP Morgan cũng có cái kết luận là cái sự kiện liên quan tới El Salvador có thể là nhiều bạn cho là một cái nước nhỏ nhưng mà đây là một cái sự kiện có thể dẫn đến cái hiện tượng domino nhiều quốc gia khác có thể là đi theo cái xu hướng của El Salvador nếu như mà El Salvador thực sự là chứng minh được đây là một cái bước tiến tới có thể dẫn đến cái sự phát triển về nền kinh tế của nước El Salvador. Đó là thông tin từ JP Morgan và nói tới những cái nước ở Mỹ Latin, những nước mà ở Nam Mỹ thì hiện bây giờ nước Brazil đó dựa theo thông tin thì sẽ có một cái quỹ đầu tư Bitcoin ETF sử dụng giá cả của sàn CME và quỹ đầu tư Bitcoin ETF này sẽ bắt đầu từ ngày 23 tháng 6 và đương nhiên cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy có một quỹ đầu tư Bitcoin ETF ở Hoa Kỳ lý do thì bây giờ có rất nhiều công ty nạp đơn để được duyệt Bitcoin ETF ở Hoa Kỳ nhưng mà đương nhiên thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ rất là lớn sự ảnh hưởng rất là nhiều cho nên đương nhiên là SEC phải cẩn thận lỡ như mà có một Bitcoin ETF mà có vấn đề gì đó thì sự ảnh hưởng sẽ rất lớn nhưng mà càng ngày trên thế giới lại càng có nhiều quỹ Bitcoin ETF xuất hiện ở Canada xuất hiện ở những nước như là nước Brazil thì SEC Hoa Kỳ có thể nhìn vào sự phát triển của những quỹ đầu tư này và đưa ra cái kết luận là quỹ đầu tư ETF ảnh hưởng như thế nào đối với lại thị trường tài chính và hy vọng họ sẽ có thể cho một cái quỹ đầu tư Bitcoin ETF thông qua trong năm nay thì đây là những cái thông tin mà thụ muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay thì nói chung chúng ta thấy được là giá Bitcoin thì vẫn tiếp tục có cái xu hướng là đi hàng ngang chúng ta vẫn tiếp tục xây quanh 35.000, 36.000 trong dòng à, mấy tuần qua và tình hình thì chúng ta đi được là có rất nhiều thông tin có cái xấu có cái tốt cũng khá hỗn loạn thì bây giờ tại vì cái thông tin liên quan đến El Salvador thì cũng khá đột ngột và bây giờ đó thì mọi người đều có những cái xu hướng suy nghĩ khác nhau và cái sự việc này đã dẫn đến nhiều người hơn có nhiều ý kiến nhiều đơn vị hơn có nhiều ý kiến liên quan tiền cực số nói chung và bịch thôi nói riêng thì chúng ta bây giờ hãy tiếp tục chờ đợi xem coi là trong thời gian mấy tuần tới đây giá bình Bitcoin sẽ có phản ứng như thế nào. Bây giờ thì tình hình giá vẫn là tiếp tục đi ngang ở thời điểm hiện tại và hoàn toàn đi ngang thêm một thời gian nữa. Chúng ta đã đi ngang 3 tuần rồi từ ngày 18 tây tháng 5, 19 tháng 5 có thể nói là thêm một tuần nữa chúng ta đã bước qua một tháng giá Bitcoin đi hàng ngang trong phạm vi từ 30.000 tới 40.000. Và cái thông tin này là dành cho những bạn nào muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital. Các bạn có thể tìm hiểu những ưu đãi như là nhận được 20% giảm phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance đăng ký thông minh của Thuần Capital hay là các bạn có thể nhận được bonus lên tới 1.610 đô khi mà các bạn tham gia vào sàn Margin Bybit hay là các bạn có thể tham gia những sàn như là sàn Margin MT, sàn FTX, sàn Binance US. Đây là một cái sàn altcoin dành cho những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ sàn Coinbase ứng dụng BlockFi ứng dụng lending có lãi các bạn có thể nhận được lãi hàng tháng khi mà tham gia vào những BlockFi khi mà các bạn gửi những tiền kỹ thuật số như là Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Link vân vân và nhiều những đồng khác hay là crypto khoan, ứng dụng phân tích hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on chain mà nhiều bạn cũng đã quen thuộc và thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn.